Trọng siêu ngâm chào mọi người nhá. Hôm nay Nam Trọng lại tiếp tục lên vài bình sâm cắt cánh có tác dụng trừ khí hàn âm và lợi ngũ tạng. Cái củ sâm cắt cánh của Nam Trọng vừa mới nhập về. Đây sâm này mọc tự nhiên trong rừng nhá. Bà con thu hoạch và Nam Trọng nhập về để rửa sạch. Bây giờ Nam Trọng sẽ ngâm vào những cái bình thủy tinh này. Mọi người cùng làm cùng Nam Trọng nhá. Tác dụng chính của cái sâm cắt cái là trừ hàn nhiệt, khử đờm, bổ ngũ tạng cũng như là trừ các tích khí nha. Ngâm theo có liều lượng đầy đủ nha các bác nhá. Cần chuẩn bị cho vào ngâm cho nó đủ liều lượng với chuẩn lượng. Sẽ ngâm mỗi 1 kg này là với 5 lít rượu. Bây giờ em cần cho bình nha. Mọi người nhìn cái này xem giống cái gì? Có giống của mọi người không? Mà ngâm cái này chúng ta cho thêm táo đỏ vào nữa nha, uống thì nó mới ngon. Các bác cần các loại rượu ngâm gì thì liên hệ với em nhé. Các bác muốn thích video ngâm loại gì thì cứ PM em sẽ ngâm lên video cho các bác xem nhé. Bác nào muốn bổ phổi, tiêu khí âm, khí hàn, bổ cho lục phủ ngũ tạng thì ngâm cái sâm cắt cát nhá. Cắt cách này, cắt cánh rất dễ thôi. Cái sâm này mọc tự nhiên tại rừng các rừng Việt Nam. Sau khi cho đủ sâm và đủ táo đỏ vào thì bây giờ Nam Trọng bắt đầu cho rượu vào để ngâm nhá. Nam Trọng đang chuẩn bị sâm này cũng tương đối khá là nhiều rượu. Mấy nữa các bác có dịp ở nhà Nam Trọng thì sâm cũng đây là toàn rượu ngâm rượu bổ cho cơ thể cho sức khỏe như tráng dương bổ thận nhá. Thơm lắm mọi người ạ, cực thơm luôn. Thế là em đã ngâm xong rồi một bình rượu sâm cắt cánh các bác nhá. Bác nào muốn thích uống rượu mà muốn trừ hàn nhiệt bổ cho cơ thể như là khử đờm, khử tinh khí và lợi cho ngũ tạng thì cứ làm một bình sâm cắt cánh để uống nhá. Và nhà em Nam Trọng rất nhiều, các bác cần thông tin liên hệ thì cứ liên hệ với em để tư vấn cho các bác. Cũng như các bác cần rượu để uống luôn thì alo Nam Trọng, em xin luôn cho các bác nhá. Đây là một bình thành phẩm sau khi Nam Trọng ngâm. Cái này thì mọi người có thể ngâm cùng với nấm đông trùng được, nhưng em hôm nay đang hết nấm đông trùng em chưa ngâm cùng được. Nam Trọng không có gì ngoài rượu. Các bác cần rượu ngon liên hệ với Nam Trọng nhá, em ship toàn quốc cho các bác. Em chào các bác nhá, chúc các bác có một sức khỏe tốt. Đặc biệt là bác nào cần rượu tráng dương bổ thận cũng như là tăng cường cân cốt thì cứ liên hệ với Nam Trọng nhá. Nhà em không có gì ngoài rượu bổ thận, cường dương, tăng cường sinh lực cho cả phụ nữ và đàn ông nhá.